không biết bà cơ đang làm gì vậy? Wow, đúng là ăn mặn ngại có hại bao tử thôi. Bà cơ, đi học thôi nào. Trời ơi, ngon quá đi. Mau đi học thôi, muộn giờ rồi nè. Cậu ấy lại ăn nhiều quá rồi. Tớ không sao, mình đi thôi. Vừa nãy cậu ngã trông buồn cười lắm. Lêu lêu, ngã chỏng gió luôn kìa, kệ tớ. Thôi xong rồi, cẩn thận anh Adola. Cậu ấy thật tốt bụng và ấm áp. Đáng yêu quá đi. Anh hùng cứu mỹ nhân à, đồ mập. Trước kia, cậu thật quá đáng. Bà cờ ướt hết rồi nè. Thôi, bỏ qua đi Annabella. Cậu thích thì tôi làm, có sao không? Lần sau tớ sẽ mách bố mẹ cậu đấy. Tớ có khăn giấy nè, tớ làm giúp cậu nha. Sao cậu ấy lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Xấu hổ ghê. Annabella bị sao vậy nhỉ? Annabella, đi học thôi. Chết, muộn rồi. Wow, cậu ấy xinh quá. Bắn tim nè. Các cậu. Đau quá. Đáng ghét. Cậu định làm gì vậy, Bobby? Bobby, định đánh bà cơ sao? Các cậu hiểu nhầm rồi. Để tớ giúp cậu. Cậu có sao không? Ui là trời, xinh quá đi mất. Mau đứng lên nào. Chúng mình tới giúp Bobby đi. Cảm ơn các cậu nhé. Cảm ơn Khỉ và Chucky đã giúp mình nha. Trời ơi, cậu ấy đã sinh lại còn tốt bụng nữa. Này, này Bà cơ, cậu ấy nhìn gì vậy? Này thì nhìn, ui da, đầu của tôi. Sao tự nhiên Annabella lại nổi giận với mình vậy? Cậu ấy đây rồi, chắc cậu ấy sẽ thích. Bánh ngọt à, tạm biệt nhé. Cố lên. Bà cơ định tỏ tình với con nhỏ Bobby sao? Ôi trời, là cậu ta sao? Ê, nhìn kìa, bà cơ tỏ tình kìa. Tặng cậu, cậu dám? Mấy cậu ta đang đứng nhìn. Mình không thể ra tay đánh ở đây được. Bà cơ à, cảm ơn. Yeah, mình thành công rồi. Nè, đũa mốc mà trò mâm son. Xem lại mình đi. Cậu về nhà soi gương đi. Bé mập cũng đòi bày đặt. Bé là cái tội sao? Tức quá, lại đói rồi. Biết vậy, không bỏ cái bánh vừa nãy đi rồi. Tiếc quá, quay lại lấy đã. Bobby, sao cậu lại dám coi thường và làm tổn thương ba cơ như vậy? Tôi đẹp tôi có quyền. Cậu dám đánh tôi sao? Annabella và Bobby đánh nhau rồi kìa. Hai cậu, mau dừng lại. Hỏng hết cả tóc. Đồ hai mặt, có giỏi thì sống thật. Xem ai còn yêu quý cậu nữa. Im mồm, cậu chọc nhầm người rồi Annabella. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? May quá, nó vẫn còn ở đây. Các cậu, làm gì vậy? Dừng lại. Không được động tới Annabella. Cái đồ béo như cậu thì làm được gì tôi? Bản thân còn chẳng lo xong mà còn nhiều chuyện. Mình dừng lại ngay. Annabella, cậu dám? Hai người cứ đợi đấy. Annabella, cậu có sao không? Tớ không sao, để tớ xem nào. Chúng mình về thôi, để tớ xử lý vết thương cho cậu. Cuối cùng thì tình cảm thật lòng của Annabella đã khiến Parker tỉnh ngộ và nhận ra sự thật về con người Bobby. Mọi người ơi, lại mua bóng bay đi. Kìa, bóng bay kìa, mua đi. Đang mua một tặng một đó. Wow, thật sao? Bán cho bọn em một quả. Của hai em đây. Tiền đây à? Cảm ơn nhé. Sắp bán hết rồi. Ai mua bóng đi nào? Wow, bóng bay đẹp quá. Hình như anh ấy còn một quả. Bán cho em một quả đi. Của em đây. Chậm chân thì mất nhé. Ui da, cái mùi này. Anh ơi, em cũng muốn mua một quả. Anh bán hết mất rồi. Hết rồi sao? Nhìn em ấy buồn quá. À, đúng rồi. Em gì ơi? Bóng của em này. Em cảm ơn anh. Tiền đây à? Thôi, anh tặng em đó. Tạm biệt. Kia chẳng phải con nhỏ Annabella sao?
Anh Joker, nhìn kìa. Đứng lại đã nào, đi đâu mà vội vàng vậy? Trả bóng của tôi đi. Mau trả đây. Giỏ thì tới đây mà lấy. Em có sao không? Trả bóng lại cho mấy đi. Bọn ta không trả đấy, làm sao nào? Các người đợi đấy. Hôm nay ta vui nên chỉ cảnh cáo vậy thôi đấy. Ê, anh không sao. Trời ơi, nhìn mắt của anh kìa. Ui da, đau. Anh tên James, còn em là Nabella. Anh ấy đói sao? À phải rồi, anh ăn bánh này đi. Em ấy thật đáng yêu. Đến nhà em rồi này. Nhà em ấy đây sao? To quá. Anh về đây, tạm biệt anh. Ơ, anh đẹp trai bắn bóng hôm nọ kìa. Hai em ấy khen mình đẹp trai sao? Anh ơi, em muốn mua bóng. Bóng này hôm nay anh không bán. Không biết anh ấy đến lâu chưa? Ơ, anh Nabella, anh cũng mặc áo đỏ giống em này. Chỗ bóng này anh tặng cho em. Wow, đẹp quá. Anh cho em là số 1 luôn. Tí mình đi công viên chơi nhé. Lại là bọn chúng nữa sao? Dạ đúng, đi thôi. Nhanh lên nào. Ôi không. Ngày gì mà su cà na thế này. Tặng em. Em ấy nhận quà của mình rồi. Vui quá. Chào bà chủ. Ờ, kia là. Đó chẳng phải là Annabella. Con bé đang ngồi với ai thế kia? Bà chủ, tôi có một cách này. Hôm nay trời nóng quá. Bán tôi một quả bóng. Lên nào. Cháu cảm ơn ạ. Đây là đâu? Tỉnh rồi à cậu em. Ai vậy? Các người là ai? Đưa đây. Cầm số tiền này rồi, đánh sạch con gái tôi ra. Hóa ra đây chính là mẹ của Annabella sao? Nhớ đấy, đánh sạch con gái tôi ra. Hả? Bị bẩn mất rồi. Sao mà không thấy anh James đâu nhỉ? Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không nữa. Annabella, anh xin lỗi. Chẳng nhẽ anh ấy bỏ rơi mình rồi sao? Annabella, anh không còn cách nào khác. Anh sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp của hai đứa mình. Vì tương lai của em, anh chỉ có thể làm thế. Đừng trách anh nhé. Tên kia, đứng lại. Mau đưa hắn đi. Lên xe mau. Vào đi. Annabella, em bị làm sao thế này? Anh James, tại sao em lại ra nông nỗi này chứ? Anh hãy cầm lấy. Em rất vui vì anh đã xuất hiện. Hãy sống thật tốt thay phần em nữa nhé. Không, Annabella, em tỉnh lại đi Annabella. Annabella, anh sẽ cố gắng trở nên thật tốt. Hãy luôn bên cạnh anh nhé. Đồ xấu xí. Dám thái độ với ta. Đồ xấu xí này. Cậu. Thôi bỏ đi. Dám bơ mình nữa. Zombie cũng bài đặt học à. Để tớ trang trí thêm cho quyển vở của cậu nhé. Cậu làm cái trò gì vậy? Ui, tớ lỡ tay thôi. Cậu muốn gì? Cậu giận rồi à. Mai mình chơi tiếp nha. Thật quá đáng. Ủa? Thôi, kệ cậu ta đi. Wow, đồng hồ của cậu đẹp thế. Nhìn nó đặc biệt thật đấy. Đây là kỷ vật rất quan trọng bố để lại cho tớ.
Barker nhớ lại. Bố có món quà tặng con. Chiếc đồng hồ này sẽ giúp ích cho con khi gặp nguy hiểm nhé. Zombie thì cần gì xem giờ nhỉ? Trả lại tớ. Này thì trả này. Không. Kỷ vật của tớ. Cậu thật quá đáng. Đáng rồi. Đồng hồ của mình đâu rồi? Mình không thể làm mất nó được. Đó là món quà cuối cùng bố để lại cho mình mà. Chỉ còn cách này thôi. Này, Barker, cậu ấy tìm được đồng hồ rồi sao? Xin ngài phù thủy, hãy tìm lại đồng hồ giúp cháu với ạ. Cháu tìm mãi mà không thấy đâu cả. Ta không có hứng, cứ đi tìm người khác đi. Úi giời. Cháu xin ngài đấy, đó là chiếc đồng hồ kỷ niệm bố tặng cho cháu. Cháu sẽ làm mọi thứ cho ngài. Bỏ tay ngươi ra. Cái gì đấy? Giời ạ, ta đồng ý. Ta sẽ giúp ngươi tìm lại chiếc đồng hồ ấy nếu ngươi kiếm cho ta một tên tay sai. Tay sai? Kiếm ở đâu ra đấy? Cùng là bạn trong lớp mà hắn làm thế này mà ngươi dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Chuyện này cháu đồng ý. Thế là giao kèo đã được đồng ý thực hiện. Khi cái bắt tay giữa Barker và phù thủy diễn ra, hô biến. Cháu đã đưa hắn đến đúng như lời hẹn. Tốt lắm. Wow, đồng hồ của mình. Giao kèo thành công. Ngài định làm gì? Đến giờ ngươi phải dậy rồi. Đây là đâu? Chuyện gì thế này? Tên nhóc Barker đã trao đổi người lấy chiếc đồng hồ rồi. Hả? Barker? Đồng hồ? Từ giờ ngươi sẽ trở thành tay sai của ta. Xin ngài phù thủy, hãy tha cho cháu đi. Đừng nhiều lời mà dọn dẹp đi. Nhanh tay lên. Té thôi, không ở đây ta viêm phổi mất. Joker bất mãn lau dọn căn cứ cho tên phù thủy. Ôi, phù thủy không có ở đây. Mình phải chuồn thôi. Bye bye nhé. Ôi là trời. Ngươi định trốn sao? Cháu chỉ... cháu sai rồi. Tha cho cháu đi. Ủa, cậu tìm được đồng hồ ở đâu vậy? Nay cậu ấy sao vậy? Ủa, sao nay Joker không tới lớp nhỉ? Cậu ấy lạ quá. Ngày hôm sau. Chào cậu. Sao hôm nay Joker vẫn không đi học vậy? Ai mà biết được. Mà cậu ta không đi, ta càng được yên tĩnh. Dạo này Barker có gì đó khác quá. Thôi, ta học tiếp đây. Mình phải kiểm tra mới được. Không hay rồi. Cậu đã thực hiện giao kèo gì đó với phù thủy có phải không? Không. Đây chính là dấu hiệu của hắn. Cũng tại tên đó đã giúp kỷ vật của bố tớ thôi. Tớ tin rằng bố cậu cũng không muốn cậu đổi bạn bè lấy chiếc đồng hồ như vậy đâu. Tớ đi giải cứu tên đáng ghét đó thôi. Đi. Tớ tự đi được. Thả bạn của chúng tôi ra. Thả ai cơ? Ngươi nói cái gì vậy? Xin ngài hãy cho Joker trở về với bọn cháu ạ. Hả? Ngài tha cho cháu. Nếu muốn hắn quay trở về thì phải có một người thay hắn làm tay sai. Làm gì có chuyện vô lý đó. Chỗ của ta, luật là của ta. Cháu chấp nhận. Hắn là tên phù thủy gian xảo đấy. Mà đằng nào Joker cũng ở đây rồi. Đừng. Hãy đi thôi. Cho tớ. Ôi không, mình bị trói rồi. Các cậu, tỉnh lại. Tỉnh lại mau. Mau nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi. Đừng khóc nữa.
Chạy đi, cậu đứng đó làm gì? Cái cậu, nhanh lên. Các ngươi cũng giỏi gớm nhỉ. Tên phù thủy này khỏe quá. Hãy đầu hàng và làm tay sai cho ta đi. Tớ sắp không trụ được nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Khó rồi. Mình phải thử thôi. Nguồn sức mạnh tối thượng này. Không lẽ bố cậu là pháp sư? Đúng vậy. Bác cơ nhớ lại, bố đã truyền một luồng sức mạnh vào trong chiếc đồng hồ này. Không. Yeah. Chúng ta về thôi. Tình bạn là một trong những tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta may mắn có được. Đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, giận hờn nhau. Nhưng khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm, bạn sẵn sàng giang tay giúp đỡ ta vượt qua nó. Đó mới là tình bạn. Cục cưng của ta. Mua. Ngáp này. Em làm cái gì vậy hả? Leo leo, đố anh bắt được em. Em cứ chờ đó. Đứng lại ngay cho anh. Cẩn thận. Không. Ui. Ôi trời ơi. Hả? Cái bình của ta. Cục cưng 1.000 đô của ta. Ừ. Dám làm dở bình của ta sao? Nhìn cái búa kìa. Hả? Còn cười được không? Ơ, đừng mà. Chúng cháu xin lỗi mà. Tại anh đấy. Có mà tại em ấy. Thế bây giờ phải làm sao có tiền đây? Mình chỉ có 2 ngày thôi đấy. Hả? Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Làm ơn cho tôi xin 1 đồng. Em gái, nhìn kìa. Kiếm cũng được ấy chứ. Wow, tới luôn nào. Xời, quả hóa trang cứ phải gọi là hết nước chấm. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Làm ơn thương lấy kẻ mù lòa này. Cho con xin 1 đồng thôi ạ. Cho hai anh em con xin 1 đồng để ăn với. Cho em này. Bọn em cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tạm biệt. Như vậy thì chả mấy chốc mà đủ tiền. Bọn nhỏ đó sao là bình thường đôi vậy? Dám lừa ta sao? Chết lộ rồi. Các người giỏi lắm. Mau chạy thôi. Đứng lại đó. Trốn vào đi đã. Ngồi xuống. Ôi, mày thế. Cướp, cướp. Có ai không? Đưa đây, túi của tôi. Bỏ tay ra. Mệt thế nhỉ. Đứng lại, trả túi đi. Ôi giời. Mình có nên giúp cô ấy không anh? À, có cách này nè. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Lên nào. Nope. Ủa, gì vậy? Định bẫy ta sao? Thôi, em đừng thở nữa. Để im anh nghỉ. Anh không thở thì làm sao mà sống được. Rồi, ơi là rồi. À, theo anh mau. Mọi người ơi, lại đây ăn kem nào. Kem đi, kem đi. Ăn là nghiện, mà không ăn cũng nghiện. Mãi vô, mãi vô. Chính là nó. Nó sẽ giúp chúng ta. Wow. Cho 1 ly đi. Tôi cũng 1 ly nữa, tôi nữa. Ủa trời ơi, hôm nay kiếm được nhiều quá. Cảm ơn quý khách. Vậy là anh em mình đủ tiền rồi. Hai cái đứa này, đi đâu mà lâu thế cơ chứ. Chú ơi, chúng còn tới, trả bình cho chú này.
Wow, cục cưng 1.000 đô đây rồi. À! Ôi, không, không được. Không, đừng mà. Trời ơi là trời, bình dở mất rồi. Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu không cố ý đâu ạ. Chạy thôi em gái. Ôi, có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi. Ôi, nhưng mà mình đang sợ ngủ thôi. Trái cây quả đào và quả xoài. Sao rồi? Ngon. Thế cho bạn Hổ ăn thôi. Không, bạn Hổ không ăn được cái này đâu. Thế bạn Hổ ăn cái gì? Bạn Hổ ăn thịt. Ăn thịt? Kẹo giỏi thế, biết Hổ thì ăn thịt luôn. Vâng. Đây, chị đã chuẩn bị rất nhiều loại thịt cho Hổ. Có thịt nướng này, tôm hùm này, cá nướng này. Chị cõng em ra mang đồ ăn cho Hổ nhá. Ơi, mình có tí thịt, bạn ăn đi nhá, rồi bạn đi ra khỏi nhà mình đi. Chị Trinh mua cho bạn toàn thịt xịn thôi. Bạn ăn đi nhá. Ô chị ơi, Hổ, bé mình Hổ đồ chơi rồi kìa. Chị em mình ra nhặt đi. Chị Trinh ơi, con Hổ đẹp quá này. Ừ, đẹp thật. Ô kẹo ơi, ở kia có con ngựa kìa. Chị đố kẹo biết ngựa ăn gì? À, ngựa ăn cỏ ạ. Thế chị em mình đi lấy cỏ cho ngựa ăn đi. Kẹo ơi, cho ngựa ăn đi. Ngựa ơi, cỏ thơm lắm, mình vừa mới gặt xong đây. Kẹo để xuống dưới nào. Wow, ngựa ăn rồi kìa. Ôi, ngựa biến thành ngựa đồ chơi này. Wow, một chú ngựa vằn đẹp quá. Kẹo ơi, bây giờ chị em mình thu thập hết các động vật đi, rồi sang nhà anh Khoa chơi. Được ạ. Dừng lại. Các cậu có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không? Đúng là thơm thật. Mùi này chắc chắn là cái mùi quả chín. Theo tớ. Các cậu ơi, mùi hương phát ra từ kia kìa. Ui, đó là một chùm nho chín mọng. Nhưng mà chùm nho cao quá, làm thế nào để lấy được? Ê, Trinh ơi, nhìn kìa. Ở đây có cái ô tô này, chúng mình có thể bước lên đây và hái được chùm nho. Hai anh chị ơi, nhưng mà xe này có phải của mình đâu. Nhỡ chủ xe ra mắng thì sao? Ừ, có lý. Nếu mà chú ấy ra ấy thì mình biếu chú ấy một quả nho, kiểu gì chú ấy chẳng bỏ qua cho. Em kẹo ở đây nhá, để anh chị lên hái nho cho ạ. Lên lên. Ngon quá cậu ơi. Cho thử quả nào. Ngon lắm. Kẹo ơi, ngon cực. Anh chị ơi, cho em ăn với. Ừ, kẹo há miệng ra để anh đút cho. Này. Ôi ôi, mấy đứa kia. Ui ui, ai đây ai đây? Tại sao cái cháu lại ngồi lên xe của bác thế này hả? Bác ơi, hỏng hết xe của bác sao? Chúng cháu. Nào, hai đứa xuống đây cho bác hỏi tí chuyện. Ôi, bác ơi, chúng cháu không xuống đâu, sợ lắm. Bác cầm cái chổi to thế kia mà vác vào người thì toi đời. Ồ ồ ồ, để bác bỏ chổi xuống. Này, hai đứa mà không xuống là bác lên đấy nhá. Thôi thôi, được rồi, để cháu xuống ạ. Cháu xuống ngay đi ạ. Xuống ngay. Bà anh chị giỏi lắm. Sao cái cháu không hỏi ai mà tự ý treo lên xe của bác như vậy? Nhớ nó hỏng hóc thì sao? Anh khoan, cho bác đi chùm nho đi. Vừa đây anh bảo cho bác đi chùm nho mà. Bác ơi, chúng cháu biếu bác chùm nho ạ. Cháu biếu bác ạ. Bác không ăn. Bây giờ bác sẽ đưa mấy đứa về nói chuyện với bố mẹ các cháu nhá. Ôi bác ơi, bác ơi, chúng cháu biết lỗi rồi. Chúng cháu còn trẻ, chưa hiểu biết chốt dài à. Bác ra. Bác ơi, bác phải hứa là tha cho bọn cháu nhá. Bác nhá. Bác ơi, bác hứa đi. Thôi được rồi, bác sẽ tha cho các cháu. Thật không bác? Chú cháu cảm ơn bác. Tuy nhiên, các cháu vẫn bị phạt. Nào, cầm cái chổi đi theo bác. Nhiệm vụ của các cháu là dọn sạch chỗ này. Các cháu đã nhớ chưa? Đã rồi ạ. Được rồi, bác đi đây. Nhớ dọn kỹ đấy nhá. Bây giờ quét dọn thôi. Cùng dọn nào, dọn dẹp tất cả vệ sinh nào. Là la la, dọn dọn, là la la. Ôi, anh chị ơi, ở đây có cái túi bóng đen gì này? Đâu, đâu, đâu. Cái túi gì đây? Đen xì xì đấy.
Cậu mở đi xem nào. Thôi chúng sợ lắm, nhá có cái gì thì sao. Thế bây giờ quản tù tì, ai thua thì người ấy mở nhá. Nào chơi nào. Quản tù tì. Hay thôi không mở nữa. Này nhá, thua rồi thì cậu mở đi. Ra này. Ơ, cái gì thế này? Giấy báo. Cái gì trong đây thế nhở? Wow, quả trứng. Trứng á? Đâu, để tớ xem nào. Ui, trứng này. Ô, quả nữa này. Nhiều thế. Cậu ơi, sao lại nhiều trứng thế này nhở? Thôi thì mấy quả trứng này coi như là lộc trời ban. Hay là mình làm món gì ăn cho ngon nhỉ? Trứng luộc đi. Thôi ăn cái đấy nghiện lắm, ăn cái khác đi. Ăn trứng tráng nhá. Này này, tớ chỉ thử các cậu thôi. Thế mà nghĩ ngay đến chuyện ăn uống được. Nhớ đâu, đây là đồ của ai để quên thì sao? Khu này hoang vắng lắm. Tớ nghĩ không phải ai để quên đâu. Chắc là mấy chú gà rừng để trứng vào trong túi bóng này. Mà thôi, cậu ăn không? Không ăn thì tớ với em bóng ăn đấy. Ê, có, tớ có chứ. Mình làm món trứng nướng đi. Hợp lý. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm món trứng chén nướng. Thành phần chính là trứng và các nguyên liệu đơn giản như đường, mắm, muối, tiêu và ớt. Bây giờ Trinh và em Kẹo mỗi người giúp tớ một chân một tay nhá. Kẹo ơi. Dạ. Em làm gì đây? Em đang cởi giày. Anh bảo giúp anh một chân đi ơi. Giúp anh một chân đi ơi. Trinh và em Kẹo mỗi người giúp tớ một chân một tay nhá. Giúp tớ một chân một tay nhá. Thôi, em Kẹo ơi, em đi giày vào đi. Em để cho chị Trinh với anh làm thôi. Em chỉ việc đứng xem thôi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ dùng dao hoặc là thìa để gõ vào cái quả trứng này cho nó móp móp cái đầu đi. Dùng dao là phải hết sức cẩn thận này. Chúng ta đập đập cho khi nào nó móp móp cái đầu á. Đây này, đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng đũa chọc vào đây, khoáng nó lên để cho dễ đổ ra. Sau khi khoáng xong rồi, chúng ta sẽ đổ vào đây để lọc cặn và lọc vỏ. Xin nó thì đổ, máy mà kịp cầm vào cái lọc này. Chúng ta đánh cho nó tơi lên và chúng ta cho gia vị vào đây nhá. Mắm, muối, đường, tiêu và ớt. Cho nhiều tiêu vào, cho nó thơm. Ok. Mắm này. Đường này. Muối ớt này. Hạt tiêu này. Rồi, sau đó máy lên nào. Máy nhẹ thôi nhá, không nó bông thì không ngon đâu. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đổ trứng vào vỏ nhá. Nhớ là đừng đổ đầy đấy, không là trứng nó trào đó. Cho vào chén này, xong rồi đổ tiếp này. Nào, bây giờ chúng ta bỏ vào trong nồi, rồi hấp cách tỉ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nướng trên than ha. Ngon không Kẹo ơi? Sắp chín rồi. Yeah. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món trứng chén nướng và ăn thôi. Ơi, mấy đứa, này làm cái gì đây? Ô bác, ăn cùng chúng cháu đi. Bọn cháu mới làm món trứng chén nướng đấy. Lại tổ chức ăn uống cơ à? Vâng bác ơi, trứng ngon lắm. Bác ngồi ăn luôn đi. Bác ăn đi à? Thơm quá. Bác ơi, bác chấm vào đây nhá. Ngon không bác? Ngon thế. Ai cho từ. Nhưng mà số trứng này ở đâu ra đấy? Bác ơi, cái số trứng này chúng cháu nhặt được á. Làm gì có chuyện nhặt được mà lại thơm ngon như thế này. Dạ không, chúng cháu nhặt được thật mà. Này, nói dối bác phải không? Không mà. Nãy cháu nhặt được ở chỗ bọn cháu cắt rác ấy. Các cháu nhặt ở ngoài kia á? Vâng. Các cháu ơi, ngoài kia có người kìa. Các cháu ra hỏi xem có phải trứng của người ta không. Em gái ơi, em đang tìm cái gì đây? Em đang tìm một cái túi bóng màu đen. Anh có thấy không ạ? Túi bóng màu đen, bên trong có giấy, đúng không? Dạ, đúng rồi anh ạ. Trong giấy là trứng. Vâng, là túi trứng của em đấy. Em định làm trứng chén nướng mà rơi mất tiêu rồi. Cái gì? Em cũng định làm trứng chén nướng á? Đi ra đây với anh, đi. Em vào đây. Anh làm sẵn rồi, anh bóc sẵn trứng rồi. Em ăn đi. Chấm. Ngon không? Ui, trứng gà nhà anh à? Sao ngon thế? Hey, không phải trứng của anh đâu, trứng nhà em đấy. Trứng nhà em đấy. Trứng nhà em ấy ạ? Nhưng mà thôi, anh xin lỗi. Nãy anh nhìn cái trứng này ngoài kia, anh tưởng là gà nó đẻ vào đấy. Thôi để tí nữa anh đền cho trứng khác nhá. Em cứ ăn đi. Dạ vâng ạ. Đấy, tiện không? Chúng mình cùng ăn đi. Em ăn đi. Em Kẹo này. Ngon nhỉ? Ngon quá.